Chào mừng quý anh chị đến với kênh của Audio Tuần Nguyễn. Hôm nay thì em xin set up cái bộ hát live stream này. Chúng ta vừa phát live stream và vừa kết nối ra loa ngoài, rất là hay luôn. Đó, đây là bộ live stream F4. Cái con F4 này nó đang rất là nổi tiếng nha quý anh chị. Bên em có rất là nhiều loại F4, loại F4 thông thường và loại F4 Blue. Blue thì nó có reverb, còn loại F4 thông thường thì nó không có reverb, nó chỉ có echo delay thôi, giống như con này, nhưng mà chất âm nó cũng rất là hay. Đó. Rồi, đây là mixer F4 ha, và đây là một cái loa kẹo kéo hai tấc. Thì anh chị em có thể là dùng loa kiềm âm cũng được, hoặc là loa kẹo kéo cũng được, nó tùy theo cái thiết bị nhà mình có ha. Và cái cách sắp xếp sao cho nó hợp lý, hát nó vừa đủ và nó ok là được nha. Rồi cách kết nối như sau. Tại vì cái loa này á, là cái cổng in vào của nó là chỉ có một lỗ 3.5, cho nên là em kết nối vào cái cổng 3.5 cái này là ngõ in vào của nó, out in vào của nó nha. Thì bắt đầu nó kết nối là từ đây, em sẽ kết nối từ đây, từ cổng LR led right của nó. Em đi qua đây. Đấy, đi qua đây. Do là đây là hai đầu nữa, em phải nói nhà hết dây rồi. Đó. Rồi tiếp nữa là ở đây là em gắn cổng dây live stream. Cổng dây live stream này của em là cổng dây chất lượng cao nha. Cổng dây chất lượng cao, phiên bản mới về. Live rất là hay luôn. Đây em sẽ kết nối qua một cái điện thoại để live stream. Nhưng mà em chỉ kết nối thôi chứ em chưa có live stream, tại vì em chỉ quay trực tiếp ra loa ngoài cho quý anh chị các bạn nghe thôi. Micro thì em kết nối bằng cái mic cao cấp BC K320. Đấy. Đó, thì anh chị em thấy nếu mà mình kết nối bằng cái mic thu âm thì chúng ta cần phải bấm ngắn nguồn 48V. Đây nha, nguồn 48V em ấn rồi. Rồi bây giờ em sẽ để cái điện thoại bên ngoài và em sẽ test cho mọi người nghe nha. Đầu tiên chúng ta sẽ test mic. Đây, em lên mic chưa có echo này ha. Mic không. Ly số 7. 1, 2, số 7, 8. Ly. Rồi lên echo nè. 1, 2, số 7, 8, 9, 10. Đấy. Rồi bây giờ lên nhạc nha. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em vừa test xong rồi ha. Rất là đơn giản cách kết nối, đơn giản qua loa và hát thôi. Rồi ok, quý anh chị các bạn nào quan tâm đến dòng sản phẩm bên em thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0937381978, 0903430156, 0773202021, số Zalo 0866500607, địa chỉ 394 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, số 1161 đường Kha Bằng Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 0935004347. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nha.